Chương trình này được bảo trợ bởi Smile Again Dental Center 714-248-9883 Gọi ngay Mango Tools 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam Công ty chuyển điện Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cận 888-880-8345 Nhiều huyện và lợi Thái xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Cà phê sáng cuối tuần của Đài Lido Sài Gòn TV. Chương trình của chúng tôi đang được phát hành live trên băng tần KDC 56.10 ở miền Nam Cali, 16.11 ở miền Bắc Cali và 27.6 ở vùng Houston, Texas. Chúng tôi cũng live stream trên Lido Sài Gòn TV.com. Quý vị có thể ấn like và subscribe kênh YouTube và Facebook của Đài để mà theo dõi những chương trình nào mà chúng ta bỏ lỡ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 17 tháng 8 năm 2024. Một lần nữa thì cho Lê Thái gửi lời chào đến quý vị nào đang theo dõi chương trình. Và em xin gửi lời chào đến chị Nhi Huyền. Nhân chào, vâng. Lê Thái và Nhi Huyền kính chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Cà phê sáng ngày hôm nay. Và cũng như thường lệ, Nhi Huyền và Lê Thái sẽ đem đến cho quý vị những chương trình rất là vui nhộn và rất là thoải mái trong ngày hôm nay. Dạ vâng, trước khi mà chúng tôi đưa đến những cái thông tin cho quý vị thì Đài Lido Sài Gòn TV cũng một thông báo gửi đến cho tất cả quý vị À, lễ hội Tết Trung thu năm 2024 sẽ được tổ chức với nhiều gian hàng ẩm thực phong phú, nhiều trò chơi vui nhộn dành cho thiếu nhi và cuộc thi ăn bánh trung thu hào hứng và thú vị. Đặc biệt thì có cuộc thi làm bánh và thi vẽ dành cho các em lứa tuổi từ 9 cho đến 15. Chủ đề là cuộc sống muôn màu và có nhiều giải thưởng bao gồm là ba giải nhất là vé đi Disneyland, ba giải nhì là vé đi SeaWorld và ba giải ba vé đi Wise River và ba giải khuyến khích. Lễ hội Tết Trung Tu sẽ được tổ chức tại sân khấu Phúc Lộc Thọ thứ Bảy ngày 7 tháng 9 năm 2, 2024 từ lúc 2 giờ chiều. Và chúng tôi sẽ phát hình trên Lido Sài Gòn TV băng tầng 56.10, 16.11, 27.6 và livestream trên Lido Sài TV.com vào cửa miễn phí. Và kính mời quý vị và các em tham gia. Mọi chi tiết bảo trợ và ghi danh xin gọi vào số là 714-979-9562, À, và kính thưa quý vị cũng như thường lệ thì trong chương trình cà phê sáng chúng tôi vẫn gửi đến quý vị những thông tin vô cùng quen thuộc ý nghĩa trong ngày hôm nay à, đầu tiên thưa quý vị như quý vị cũng đã biết thì cứ mỗi lần đến ngấp nghé vừa đến giữa giữa mùa hè khoảng tháng 8 thì ở tiểu bang florida người ta bắt đầu người ta khởi động một cái cuộc thi cái cuộc thi đó là một cái cuộc thi vô cùng quan trọng bởi vì sao nó là cuộc thi săn trăng miếng điện Uh, đây là một cuộc thi mà năm nào Lê Thái cũng gửi đến quý vị trong thông tin Cà Phê Sáng bởi vì nó vô cùng quan trọng. Đây là một trong những cái cuộc thi có tên là The Florida Python Challenge bắt đầu từ ngày 9 tháng 8 vừa qua và các thợ săn đã đổ xô tới cái vùng đầm lầy của Everglades để lùng bắt những cái con trăng miếng điện xâm hại thưa quý vị. Và cái giải thưởng năm nay thì nó trị giá đến 25.000 Mỹ Kim. Cuộc thi này là một trong những cái cuộc thi mà thường niên uh, do Ủy ban Bảo tồn Cá và Động vật Hoang dã ở Florida người ta tổ chức và kéo dài đến 10 ngày. Vào ngày mai thì nó sẽ kết thúc và trong vòng uh, một tuần vừa qua thì thợ săn người ta đã hoạt động trong các khu vực định trải dài từ quận Vero ở phía tây tới khu quản lý động vật hoang dã là Big Cypress. Đây là một trong những cái địa điểm khác bao gồm uh, là Southern Glade ở Holy Land và Rotternberger. Cái giải thưởng cao nhất là 10.000 mỹ kim sẽ được trao cho cá nhân nào bắt được nhiều có con trăng nhất và cuộc thi này nó chia ra làm ba cái hạng mục như là hạng mục nghiệp dư, rồi chuyên nghiệp, rồi quân nhân. Và những cái người bắt được nhiều trăng nhất ở mỗi cái hạng mục này sẽ giành được là 2.500 Mỹ Kim. Người xếp thứ nhì sẽ nhận được là 1.500 Mỹ Kim. Người bắt được con trăng dài nhất sẽ nhận được là 1.000 Mỹ Kim. Và cái cuộc thi trăng miếng điện này sẽ kết thúc vào 5 giờ chiều vào ngày mai, ngày 18 tháng 8. Và mục tiêu là giết nhân đạo nhiều cái con trăng miếng điện hết mức có thể trong cái cuộc thi này. Và cái con trăng thực, thường sự, thưa quý vị, ở tiểu bang Florida nó không được bảo vệ và những cái luật mà chống hành vi tàn ác đối với động vật nó vẫn được áp dụng trong cái tình huống này thì những cái người thợ săn này đó không được phép dùng súng cầm tay trong cuộc thi và cuộc thi mà the florida python challenge đặt ra những cái quy trình hai bước để mà người ta giết trăng bao gồm là người ta sử dụng súng hơi và bảo đảm là cái con trăng bất tỉnh trong suốt quá trình người ta bắn nó chết trong năm 2000, thưa quý vị, thì trăng miếng điện được nhận dạng lần đầu tiên ở vườn quốc gia Everglades này theo cục khảo sát địa chất của Mỹ và chúng là do những cái người nuôi trăng cảnh vô tình hoặc là cố ý để nó sống ra ngoài tự nhiên. Từ sau đó thì cái loài bò sát khổng lồ này nó đã nhanh chóng trở thành một trong những cái loài ngoại lai nó tàn phá mạnh nhất trong lịch sử của vườn quốc gia tại Florida và cái số lượng trăng liên tục nó tăng lên và hiện nay nó xâm nhập phần lớn là chiếm hết miền nam của Florida. À, con trăng miến điện mà cái con trưởng thành có thể dài từ 5,5 m và nặng hơn 90.7 kg. Một cái con trăng miếng điện cái có thể đẻ từ 50 cho đến 150 quả trứng mỗi lần và sinh sôi trong không khí hậu cần nhiệt đới, hậu cần nhiệt đới và cái nhiệt đới nóng ẩm ở cái ở cái chỗ cái vườn quốc gia này và do nó ăn nhiều cái động vật đa dạng thành ra cái con trăng miến điện này nó thay đổi mạng lưới thức ăn và hệ sinh thái khắp vùng Everglades này và một đánh giá năm 2023 đó từ cái tổ chức này người ta chỉ ra rằng á những cái con trăng này đã làm sụp giảm cái số lượng thú như là con opossum nè, những cái con mèo rừng, con cáo, con thỏ đuôi bông và những cái con gấu mèo tại cái khu vực này thành ra là cái phải xóa sổ nó ra khỏi cái vùng này thưa quý vị. Và theo cơ quan quản lý nước ở Nam Florida người ta bắt đầu thuê các nhà thầu để mà xử lý các vấn đề vào khoảng năm 2017 và từ sau đó thì đã hơn 11.000 con trăng đã bị giết tính đến năm 2023 và số trăng bị giết là 2.200 con. Cái con trăng nặng nhất mà những cái người này người ta tổ chức từng bắt được là một cái con trăng cái dài 97 gần 98 kg và dài hơn 5.5 m. Nó bị bắt bởi các nhà sinh vật học ở khu bảo tồn Tây Nam ở Florida năm 2022 và những cái thợ săn trăng như là Amy là người bắt được cái con trăng dài nhất tính đến thời điểm hiện tại đó là 3.3 m và cuộc thi săn trăng này nó sẽ kết thúc vào 5 giờ chiều ngày mai. Chúng tôi sẽ thông bố công bố cho quý vị là ai sẽ là người đạt giải thưa quý vị wow những cái con chăn nhìn rất là to hơn lê thái hả dạ yeah. yeah. à, cảm ơn lê thái và cái bản tin kế tiếp của như hiền cũng nói tới một uh, những con động vật ngày hôm nay thưa quý vị thì gấu trúc cặp uh, gấu trúc mà đến san diego thì ở gần đây đài Mỹ và tất cả những cái đài ở trên nước Mỹ của chúng ta cũng nói về cặp gấu trúc này rất là nhiều. Đó là một trong những cái cặp cấu trúc gọi là những cái cấu trúc to lớn đó thưa quý vị. À, để mà bảo tồn giữa Trung Quốc, bảo tồn cấu trúc hiện tại và cũng cái quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ từ lâu nay mà cái cặp cấu trúc này quý vị nào mà đã đi xem rồi á thì nhớ comment cho Nhi Huyền với Lê Thái biết như thế nào. Còn những quý vị nào mà chưa đi xem á thì ngày hôm nay Nhi Huyền với Lê Thái sẽ đưa đến cho quý vị cái cách bãi đậu xe như thế nào và đi như thế nào và khi đi tới thăm như thế nào và có những cái chương trình nào để mình đi cho nó dễ dàng hơn nếu mà mình đi tới thăm gấu trúc thì cái con cấu trúc như quý vị thấy ở trên màn hình đó là Yun Chuan là gấu trúc đợt 5 tuổi được sinh ra tại trung tâm nghiên cứu bảo tồn cấu trúc ở tỉnh Tứ Xuyên. Nhưng mà mẹ của Dung Chuan là được sinh ra tại vườn của San Diego vào năm 2007. Và bà Chuan là bà Yun là cũng ở tại San Diego gần 23 năm và sinh ra mẹ của gấu trúc đực này là dung Chuan tại San Diego. Thì đó là một trong những cái lịch sử rất là đặc biệt của gấu trúc đực này. Và gấu trúc cái là Xin Bao gần 4 tuổi cũng sinh ra tại trung tâm nghiên cứu tại tỉnh Tứ Xuyên. Xin bao được mô tả là một uh, rất là dịu dàng và hướng nội. Còn gấu trúc đật Dung uh, Chua nó thì tinh nghịch hơn uh, và lớn hơn 5 tuổi. Thì hai gấu trúc này đã sống gần với nhau ở tại San Diego. Nếu quý vị mà nào mà đi á, thì nhớ không uh, comment ở dưới cho Như Hiền với Lê Thai biết cái cái cảm giác nó như thế nào. Và cái cách mà đi xe á, thì những người San Diego họ nói gần đây đó thưa quý vị ở cái sở thú này rất là đông đúc và bãi đậu xe kín mít luôn. Mà nếu quý vị nào mà đi vô kiếm bãi đậu xe rất là khó chính vì vậy mà họ khuyên các quý vị là đi xe bus để xe ở ngoài đi xe bus hoặc là dùng uber hoặc là lift để mà đi vô để thuận tiện hơn và cái freeway đó là cái freeway 25 và route 17 đó thưa quý vị có thể đưa trực tiếp đến quý vị tới sở thú ngay trước cổng luôn rất là dễ dàng nếu mà quý vị đi xe buýt hoặc là đi chung với những người nào đó và bên cạnh đó trẻ em dưới 18 tuổi thì có thể cơ hội là thanh thiếu niên thì không có uh, được free được đi vô xem những cái con gấu này. Uh, và đối với những người mà họ sống gần tại cái khu vực San Diego Zoo, cái sở thấu đó, thì nó có thể là sử dụng xe đạp, lối đi bộ riêng dành cho người xe đạp. Ở đại lộ Park mà quý vị đi vô rất là dễ dàng, uh, không phải đậu xe tại... Hiện tại cái công viên vào mỗi ngày thì đậu xe kín mít luôn không có chỗ đậu xe luôn quý vị. Nên mà họ kêu nếu quý vị mà muốn trải nghiệm đây á thì ở đi chung với nhau, ráng đi chung hoặc là đi Uber hoặc là đi Lyft tới thì dễ hơn. Và cái cách nữa là khi mà quý vị đi vô xem á, thì nó có các ba cái package là đầu tiên quý vị đứng xếp hàng để mà chờ đi mua thì không có cái giá tiền thêm. Hoặc là quý vị có thể đặt cái vé trước để đi thăm những cái con gấu này. Dĩ nhiên là không có được vô gần nó đâu quý vị, chỉ đi xem thôi. Hoặc là buổi sáng quý vị trả tiền thêm mua một cái tour thì cái tour đó 60 phút dẫn quý vị đi xem hai cái con gấu trúc này. Thì đó là một trong những cái kinh nghiệm để mà quý vị nào đến đi xem hai con gấu trúc khổng lồ tại San Diego. Chưa có một cái con động vật nào mà nó dễ thương như có con panda, con gấu trúc em nói thật với chị. Yeah, Tính nó tới thời điểm kì. này là những cái con mà thuộc dạng banh panda này thưa quý vị nó gây cho người ta sao xuyến cái con tim nhìn <laughs> vô là dễ thương liền. Cho dù là hai con mắt có hai cái vệt cũng <laughs> dễ thương thưa quý vị. À, quý vị giữ màn hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại bảo trợ cho đài.